Rồi khiên bằng kiểu này để tay gì nè. Chết hàng không mọi người, chết hàng trước đi. Cá lóc. Cá trời, cá lóc. Lòng tông rồi các kiểu có hết. Ghê lắm á, phải kinh nghiệm vậy đó mới làm được á nha. Phải kinh nghiệm lắm á, này hai cái này vây bơi của em mà em gắn vô này gãy vây luôn khỏi bơi. Nhẹ nhẹ thôi, để đâu ai gì đâu Phật. A Di Đà Phật. Cẩn thận. Hay quá chị chui, hay quá. Nước sông đang rồng quá, cạn quá. Hồi giờ vận chuyển cá không phải lên tàu này nữa mà lên tàu này hơi bị khó đi nè. Bây giờ là mấy anh em khuyên bán cá qua đây rất là cực. Ra luôn xuống. Bắt cục vậy chắc là nó đứng đi quậy bắt đầu quậy. Cục vậy vô đây chắc một cái. Sưng lên luôn rồi, cổ ta anh sưng lên luôn rồi mà anh không làm nữa, khủng khiếp ghê chưa. A Di Đà Phật, hàng còn đang xuống rất là nhiều. Mấy anh khi mấy cái thùng này xuống là tay chân đồ thấy là ra máu hết rồi đó. Nghiệp. Ai gì đó có đón quý vị Phật tử xuống đây. A Di Đà Phật. Bảo bao vô. Rồi. Rồi, mời cô vào. Rồi. Xuống đây, xuống đây. Xuống luôn đi, xuống luôn. Nào.
Xin mời quý cô bác anh chị bắt đầu thả cá nha. Xin mời ai khai trương thả trước đi. Chương trình nguyện thả cá xin được phép bắt đầu. Ừ đúng rồi, để cho đẩy nó vô. Đại hội thả cá xin được phép bắt đầu. Mời quý anh chị rồi. Cứ tự nhiên thoải mái. Đó, thấy chưa mọi người, vui chưa? Vừa thả cá vừa niệm Phật. À, một thả chậm chậm thôi, coi chừng thả luôn cá rổ. Ra ra chơi thả cho nghe. Dạ dạ dạ, vô. Mặc áo phao mặc vô cái chữ này kìa. Mặc áo phao để phải phải. Đưa cái gỗ kem đi. Rồi, áo phao mặc vô, có cho nó. Sáng vô nào. Cứ chụp liền liền đi, cứ chụp liền liền đi. Dưới cái máy nè. Ok. Cái máy vô 200 kg. Hả? 200 kg. Đây ra cho mấy anh chị thể hiện nè. Mạnh quá mấy anh ơi, mấy chị ơi. Đẹp quá vậy quá. Con. Rồi. Hay quá. Giờ lên kia cho nó rộng. Rồi để. Kém này vô đây chút xíu mình mới làm được. Khoan, em nói nè, chờ vô đây chút xíu đi. Rồi. Cái chuyện nó rớt xuống thương cho còn giữ luôn giờ nó ham. Được.
chuyến thả cá đã xong. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị cô bác lần sau nha.